Ngày mà em vui nhất là ngày em theo người, trong áo hoa màu trắng, miệng cười rất tươi. Buồn nào hơn lúc này, đôi mắt khẽ cay, bâng khuâng đứng nhìn theo nỗi buồn khô heo. Người đã cho em cuộc sống trong sang giàu, lụa là phấn son. À khoan, lụa là phấn son. Đúng rồi. Lụa là em cuộc sống trong sang giàu, lụa là phấn son. Cầu mong em sẽ quên anh. Cuộc tình một thuở ấm em nay đã phai màu. Nãy lộn á. Phấn son, cầu lụa mong là... em sẽ quên. Lụa là phấn son, đúng không? Lụa là phấn son, đúng không? Đúng rồi, chữ son này đúng. Chữ là chữ son thôi. Vừa ấm em nay. Nghe tiếp đây. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương, không thể cùng em đến cuối con đường. Ôi dồi, con còn móc xuống cái nữa, con mới chịu. Cái này là do mình hát bị phiêu quá, hiểu không? Thế nên mình hát lại. Bởi vậy nhiều khi mà tại sao khán giả người ta thích nghe mình hát live, đúng không? Bởi vì có những cái là nó không có theo một cái gọi là một cái quy mô nào cả. Cái này là do theo cái cảm xúc mình lúc đấy, mình nghĩ vậy. Ok, mình hát lại. Nhưng cái bản thu thì bao giờ nó cũng có cái sự chỉnh chu hơn. Nhưng mà bản live thì nó lại cảm xúc thật lúc đấy. Hình như cái nửa sau nghe có vẻ ổn hơn, từ để nghe cái nửa sau. Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu, thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương. Đù, chữ này có gì? Rất thương. Hay vậy? Chỗ này hay vậy? Duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương. Lâu mình sang mình mất thời gian mà không lượm được cái gì được, phải đúng không? Cái chữ này là truyền kiếp. lâu mới gọi là xuất hiện, là xuất quỷ nhập thần nè. Đây nghe là biết liền. Duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương, trong khi bản thân còn khó đủ đường. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương, trong khi bản thân khốn khó đủ đường. Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng, từ nay hay sống tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Thương em cho đến khi cạn hơi thở. Kéo rồi hả? Chắc chứ vẫn về. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nơi này. Chắc phải cho nó khác nhịp đi phần A1 đúng không? Thử xem nhé. Rời xa đến nay vẫn còn nơi này. Ok. Thử anh. Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng, từ nay hay sống tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng, lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Mình hát lại câu cuối là ok. Để xem nào. Hình như cái câu đem nhà chứ được đẹp lắm đâu. Ở ngày trước thì tạm tạm ổn. Ừ. Nhưng mà cái giọng đang tốt. Cái giọng đang ngon. Mới chắc mới đi tập về đâu quá à. Ngồi. Mới đi tập về cái giọng vậy đó. Lúc nào cũng vậy mà. Thể dục thể thao là nâng cao giọng hát. Không, nhưng mà lúc mà em mới tập xong á là cái giọng rất là tốt. Khi cái kiểu giống như mà người mình nó mở á. Đúng rồi, đang mở người giọng mà. Mở giọng ra đang nóng người á, sướng lắm, hát sướng. Tất nhiên. Mà khi mà mình làm chủ cái giọng hát mình hát kiểu gì đúng ra. Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Con đường.
thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Ok. Thật ra là cái bài này thì mình cũng đã thu xem rồi. Ừ. Bây giờ là mình sẽ làm cái phần lắng á. Tại vì em thấy là cái phần lắng, cái phần A1 em hát chưa được tình cảm lắm. Em muốn cái màu nó phải buồn buồn nữa đã, thì xem tí nữa. Vậy là hồi nãy em mình hát mấy cái phần điệp khúc á. Ừ. Có mấy cái luyến mà em hát mà anh thấy ok hơn thì anh có thể anh lấy cái câu đấy anh bỏ vô. Đó. Rồi mình sẽ thu lại vài cái câu feel để cho bài nó cảm thấy rằng nghe nó có cái phần 1, phần 2, phần 3 nó có. Nhưng mà nói chung anh thấy cái giọng em nó đang tốt quá, em chạy lại cái nữa coi. À ok. Quất cái nữa coi. Ok. Ừ. Thế nào cũng có cái hay mà. Rồi. Cái này ông này ông hôm nay ông sao ông thấy giọng mình khá ổn mọi người, là đồng chơi luôn. Ôi giời ôi. Quả này thì hát cả ngày luôn. Ủa? Thì bây giờ hả? Bây giờ giọng em đang tốt thì bây giờ. Mà hôm nay còn một bài nữa nha. Ừ thì cái hát phát nữa đi cái đã tính. Giọng đang tốt thì lụm được nhiều lụm chứ. Đúng rồi. Hay cho em hay cho anh đâu mà lo. Chuẩn luôn. Vô. Mình diễn từ nhiều quá anh hiểu không? Đấy. Chơi anh à? Rồi. Đấy nha. Từ đâu đây? Mình từ A2 thôi. Trời, vô đầu đi, vô đầu nửa sau đi. Rồi. Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu, lụa là phấn son, cầu mong em sẽ quên anh. Tình một thuở ấm em nay đã phai màu, đành ôm thương đau chúc em yên vui về sau. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã giá, bản thân khốn khó đủ đường. Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng, từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai nấy. Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Đã phai màu đành ôm thương đau chúc em yên vui về sau. Em yên vui về sau.
chúc em yên vui về sau, chúc em yên vui về sau. Thường thường em, anh có phát hiện không, những cái câu mà em hát mà nó được rồi ấy, là em hay bị một cái bệnh là cái điểm đấy là hay chây lười. Nhưng mà những cái câu nào mà mình để ý đúng không? Ừ. Đó, những cái câu nào mà mình nói à, cái câu này hồi nãy mình hát chưa được, phải cố gắng hát cái câu này cho tốt. Thì sao còn lại bỏ qua bên? Thì là phần còn lại bỏ qua bên mà nhè mỗi câu đấy không à? Okay. À, cái câu cũ cũng được, câu cũ cho này được. Mà thôi. Như về, như về cũ là ổn nè. Về sau, về sau. Chỉ sau cũ cũng ổn, cái sau mới không ổn. Chúc em yên vui về sau. Gọi nghe con giống cái gì? Đã phai màu đành ôm thương đau, chúc em yên vui về sau. Ok. Cảm giác hôm nay mình xử lý cái từ ngữ nó gọn hơn đúng không? Ừ. Mình nghe nó sẽ đỡ mệt hơn, và thứ hai nữa là khi mình lên nó cái mi nó thu nó sáng này. Bà mẹ mang cái bài về hát coi như là hả, mẹ nửa năm nay rồi. Không phải là biết sao không? Mình cũng không phải nói thật với mọi người là như này. Là tại vì là cái thời gian mà Covid đâu có đi đâu được đâu. Ở nhà phải thu bằng cái mic của mình, là cái thu mic cùi của mình ở nhà. Mà sang là ép ông phải làm. Tại bây giờ mà không làm thì không có bài ra tặng mọi người. Thế là bắt đầu trời ơi, đưa cái file dòng mà ông thật, ông lắc đầu luôn ấy. Thành ra là giờ phải cố gắng để thu lại cái mi này để cho nó ngon lành, để khi mà ra cái sản phẩm nó chất lượng một tí. Mới ráp đồ rồi. Mà à, thằng cu kia nó làm được chưa? Có gì kêu nó gọi cho anh, kêu nó nhắn cho anh. Mấy hôm nữa nó qua rồi. Hôm nay thì đồ thu ngon lành rồi. Thằng Hà đó, thằng Hà ở nhà đó. À, để em cho nó qua. Thằng Hà ở nhà đó, nói nó có gì á hả? Cần biết cần cái gì thì cứ gọi cho anh chỉ nó cho. Thì để đó, làm. Nhưng mà vấn đề nó bây giờ là nói chung là nó không đang mò mấy hôm nữa thì ví dụ rảnh rảnh. Mò làm gì? Mà anh bệnh quá, trời ơi. Trời ơi, thì cứ kêu nó gọi cho anh thì hả? Có gì hả? Anh cho nhân viên nó hỗ trợ, cái gì đâu. Đâu phải mình anh đâu mà. À, anh nói gì quên mẹ rồi, cái gì? À, cái đoạn nào ta, bây giờ là chủ yếu là em sửa đoạn nào nè? Sửa cái phần lắng của phần 1. Phần lắng phần 1 đúng không? Đầu bài đúng không? Đúng rồi. Rồi. Câu đấy là phải hát phải gọn, phải tình cảm, phải buồn, ra diết. Còn điệp khúc thì phần sau, thì cái phần mà phần sau kết á, thì mình thêm vài cái câu phiêu. Rồi từ nghe là đã. Xong. Ngày mà em vui nhất là ngày em theo người, trong áo hoa màu trắng, miệng cười rất tươi. Buồn nào hơn lúc này, đôi mắt khẽ cay, bâng khuâng đứng nhìn theo nỗi buồn khô heo. Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu, lụa là phấn son, cầu mong em sẽ quên anh. Cuộc tình một thuở ấm em nay đã phai màu, đành ôm thương đau, chúc em yên vui về sau. Em thấy nó cũng ngon luôn rồi đấy. Ừ, ngon thì ngon, nhưng mà thêm cái nữa đi, để có mấy chỗ, có mấy chỗ đầu á. Chỗ đầu với lại vô cái đầu A2 em. Vô cái đầu A2 nó dễ bị lấp chữ lắm á. Để cái nhạc chỗ đó hơi lớn xíu. Nhạc bị rộn lên kìa. Rồi, chú ý như đó thôi. Rồi cứ hát thoải mái thôi. Rồi, lại cái này nha. Ok. Vui nhất là ngày em theo người, trong áo hoa màu trắng, miệng cười rất tươi. Buồn nào hơn lúc này, đôi mắt khẽ cay, bâng khuâng đứng nhìn theo nỗi buồn khô heo. Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu, để cùng em đến cuối con đường. Ổn không anh? Ai biết đâu. Cái khúc đầu thì có chỗ ổn chỗ không. Nói chung là có chỗ ổn chỗ không. Nghe đi, nghe lại. Ngày mà em vui nhất là ngày em theo người, trong áo hoa. Chữ người này hơi bị đoạn nè. Từ từ coi. Đi kiếm này, coi cái chữ người cũ ổn không. Em theo người, em theo người. Okay, okay. Đây, người này đẹp nè. Em theo người. Còn người này em theo hả? Người từ từ để coi cái người nào đẹp, để coi người nào đẹp. Người nào đẹp lấy người đó. Ok rồi, nghe. Em theo người, em theo
người, theo người, người, theo người, người, theo người. Được nha, kiếm chữ người nha. Theo người, theo người, theo người. Em nghĩ là cũng ổn anh ạ. Ừ thì ổn, ổn thì ổn đó, nhưng mà không quan trọng cái nào ổn hơn thôi. Ừ. Chờ tí. Theo người là cái người. Chờ anh em chờ cả cuộc đời rồi. Em theo người, trông ấp. Theo người. Ok, lấy cái người này đi. Cái người này đi. Một người. Người này rồi. Chỉ có một người, ổn thôi. Hôm nay anh cài cái mic hát dễ rồi anh. Không. Ừ. Tự nhiên hát thấy, tự nhiên thấy cuốn tôi rồi luôn á, tự nhiên. Đâu, tại vì hôm nay giọng khỏe mà. Anh nhất là ngày em theo người, trong áo hoa màu trắng, miệng cười rất tươi. Ok, cái lần mới hát ổn á, lần mới okay. Hát ổn. Tươi, 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 tươi. Chắc lấy tạm chữ này đi, rồi chút rồi dọn, chút nó dọn. Buồn nào hơn lúc này, đôi mắt khẽ cay. Ồ, chữ cay. Cay. Ok, rồi, có chữ cay kìa. Cay. Hơi uống nè, cậu đang chạy ngon. Bâng khuâng đứng nhìn theo, nỗi buồn khô héo. Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu, lụa là phấn son, cầu mong em sẽ quên anh. Cuộc tình một thuở ấm em nay đã phai màu, đành ôm thương đau chúc em yên vui về sau. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương. Trong khi rồi ok, chung quy là cái đoạn đầu tương đối rồi đó. Rồi đầu, bây giờ mình chỉ cần để em nghiên cứu cái kết xem có cái gì em hát cho nó khác một câu thôi. Về cái đuôi thôi, ok. Đúng rồi, rồi. Sửa đâu cái đuôi đi. Là chuyện thân kia. Rồi. Anh nghĩ cho em với. Khúc nào? Cái phần Coda. Coda đấy em. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương. Trong khi bản thân khốn khó đủ đường. Đủ chữ khó này hay đó nha, từ từ nha, để nghe coi, bỏ tôi được coi. Trong khi bản thân khốn khó đủ đưa. Oh, hình như là hai lần em hát kiểu này luôn thì phải. Không phải, tại vì cái cách này anh hiểu cái ý của em muốn hát cái gì. À. Cái này mà anh chỉnh phô lại một cái là đẹp liền. Anh hiểu cái ý của em muốn hát, anh hiểu. À. Trong khi bản thân khốn khó đủ đưa. Không, không, đúng rồi. Cái hướng của lần thứ hai, cái lần thứ hai em hát kiểu này, cái kiểu của Khang Việt á, đúng không? Ờ. Ừ, cái kiểu mà hát kiểu non non chữ ấy. Sống tốt bên người anh đã như. Ok, ok, đến nghe. Bản thân khốn khó đủ đường, thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng. Từ nay hay sống tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn. Rồi cuối cùng là giờ phiêu hay là sao? Đúng rồi. Phiêu phải không? Rồi à! Giờ để coi lại cái đường dây cũ đó nha. Ok anh vô. Cái đường dây cũ nó là cái gì đó là. Người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say. Lòng đau rớt em đâu có hay. Kệ nó, em cứ phiêu đại đi. Em cứ phiêu đại đi, em lên cao mà em không lên được á, cãi nó, em cứ hát phô cho anh, hiểu không? Cứ hát phô. Vấn đề là bây giờ mình phải nghĩ cái đường dây, tại vì giống như, anh biết không? Bây giờ? Giống như cái bài bài ngắm hoa đúng không? Ừ. Thì là cái câu đó, có nghĩa là cái câu phiêu là câu chính luôn. Mà sau này mình like là mình like trên cái câu phiêu ấy luôn. Thành ra thì là đúng em, rồi. Đúng. Thành ra là em muốn bây giờ phải nghĩ ra một cái câu gì đó để cho cái bài đoạn sau nó. Nói chung là bây giờ cái câu á. Cho cái đó nó khác biệt. Bây giờ em cứ quất đại cái đi chứ giờ biết sao giờ. Cho em nghe. Em nhầm nhầm xem làm cái gì không ta. Khỏi nhầm đi, cứ nhầm nhiều lần đi, nhầm nhiều lần, lần nào anh thua đó luôn. Bị. Kệ em thiệt má. Ừ thì cho em nghe cái đó. Đấy đi. Miễn là đừng có bể là được. Ừ. Nha, đừng có khàn là được, đừng khàn là lụm hết á. Phô cỡ nào cũng sửa được, khỏi coi. Vô. Chẳng sung sướng. Em nghe cái đó nha. Từ nay hay sống tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say. Lòng đau lắm em đâu có hay. Rồi rồi. Lòng đau lắm em đâu có hay. Ok, rồi. Cái đó là câu chính luôn nha. Đúng rồi. Rồi, vô nè. Mở cái này đi. Ok. Đã
nặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Rồi cái vẫn còn ấy nấy là theo cái nhịp mới đúng không? Đúng rồi. Rồi xong hát vẫn còn ấy ấy luôn. Ấy 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 được phê nha. Thì mẹ hát bài buồn mà nghe hôm nay nói hát hát bài buồn không nổi. Để anh nghe cái. Đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa còn ai này. Đây. Yo. Tâm em đâu có hay. Kể từ lại khi giờ. Lại chỗ này. Okay, lại luôn được. Okay. Nặng tiếng khóc trong cơn say nhầm em nhỉ. Yo. Tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say. Lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai nấy. Vẫn còn ấy nấy cái đi, cô sau đi. Lại cô sau nè. Ừ. Yep. Trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ấy nấy. Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Thương cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Đồ, chị Đường hay vậy. Chị Đường hay vậy. Được. Chị Đường ngon vậy. À. Nghe đây. Con đường. Nó có tí buồn buồn đúng không? Được, được. Cam chịu. Ừ. Hôm nay thu hoạch nhiều dữ ta. Chưa có hôm nào thu hoạch nhiều như hôm nay. Không được. Được, được, thà vậy đi, ok. Ok. Làm mà được, nhưng mà không còn mất thời gian của anh đi đúng không? Okay. Trời ơi. Ừ, mẹ em sang đi thu bên nhà, bên anh là em đâu có dám thức khuya đâu. À, nhưng mà nếu mà hát cái kiểu này thì chắc anh phải tách cái nhạc đó xíu. Ừ. Tách cái nhạc cho nó xích ra xíu nữa. Đến cuối con đường. Ồ, chị Đường hay quá. Ok, chị Đường ngon. Thử coi để cái này rớt cái này. Giờ dứt cho nó ra nửa khuôn là đẹp. Con đường. Rồi delay chỗ đó là đẹp luôn. Rồi à, giờ nghe lại cái đoạn phía trước nha. Nghe lại cái đoạn thu. Rồi. Kể từ khi rời xa đến nay. Rồi nhớ rồi, chữ vẫn nó bị điệu quá. À, đến nay vẫn còn nay nay. Bị điệu chữ vẫn quá. Điệu à? Ừ, nó bị đến nay vẫn. Ừ, hát bình thường thôi. Ok. Ừ, còn ấy nấy cái nhịp đấy là được. À, bị mỗi cái lỗi đó thôi. Đã cái nữa nha. Ừ. Yeah. Tình khóc trong cơn say. Lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Thương em cho. Ngon. Đơn giản mà. Tự nhiên làm cho mọi thứ nó khó khăn lên làm gì. Vẫn còn nay nay. Có cần nghiến tí không? Thôi đừng nghiến. Nghiến nó nghe nó xến đi mẹ. Rồi cái nhịp ba câu có rồi. À, có chưa? Thêm cái nữa đi, thêm cái nữa đi. Ok. Dương cái đi cho chắc. Tại vì còn chồng chắc rồi nữa. Yeah. Trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Thương. Ok. Nay vẫn, nay vẫn, con nay vẫn, con nay vẫn, con. Cô cần thay lại hơi điệu đúng không? Từ. Vẫn. Đúng, cái này thì hơi điệu nè. Cái track này thì hơi điệu. Bỏ đi, hát lại đi. Đến xem coi mấy câu được. Nay vẫn có. Ô, ngon nè. Nay vẫn có. Ê, con này được nè. Còn câu này. Nay vẫn có. Đến nay vẫn có nơi đây. Đừng. Đến nay vẫn có nơi đây. Nè, giống giống gì nè được nè em. Gì nè.
rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Đến nay vẫn còn ai nấy. Ừ, bình thường thôi em bình thường. Nào. Đến nay vẫn còn nấy. Ok. Vẫn... bình thường thôi mà. Đừng có em đừng có chú ý vô nó quá. Ừ. Chú ý vô cái chữ nó bị lỗi. Đến nay vẫn còn ai nấy. Ok rồi bình thường thôi nha. Trong cơn say lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai nấy. Thương. Này thì làm chắc chồng được nhưng mà vô cái câu chính không được đâu. Để rồi. Cái chữ vĩnh muốn em... cho đứt ra luôn đúng không? Không không không, em đóng cái chữ vĩnh chậm. À đi. Là anh muốn đóng luôn đúng không? Khép không, em đừng có đóng luôn, em khép phát âm chậm lại. Mở chữ ra. Đến nay vẫn còn. Không không không, phải phải phải. Đến nay vẫn em mở chữ luôn. Đến nay vẫn còn nơi đúng này. Rồi, hát bình thường á. Cứ hát như bình thường là đẹp liền. Đây nè, như cái cách của câu cũ này em hát được nè. Nay vẫn còn nơi. Ok. Đó. Cách bình thường thôi là tự nhiên đẹp. Auto đẹp. Nhắc yep. Hàm lên. Lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai nấy. Thương. Đó. Ok. Rồi. Đủ chưa? Ba cái đủ rồi đó. Rồi. Không hay cũng phải hay. Đúng không? Cái thế nó phải thế rồi. Không còn cái thế nào khác cái thế này đâu. Nó phải có cái câu nhắc lên thế thì nó mới khác với phần 1 đúng không? Okay. Mình thì những mình lười phiêu quá. Bà mẹ nó chứ. Nhưng mà hôm qua đây sao phiêu được? Nhà phiêu nát bố mít. Cái ví dụ nhà thu nó đều lắm. Okay. Anh Mẫn đợt này mình lấy đồ của Nhật về lắp ở nhà đấy anh Mẫn. Hôm nào mà ấy để anh em mình bấm thu rồi gửi qua nhà Nhật mới cho là ok. Ông giờ nó bận quá mình phải chịu khó thu thôi chứ không qua thu. Thu nhà thoải mái hơn em ơi. Chứ có hơi đâu để chữa. Qua đây trời ơi. Công ty gọi, nhân viên gọi xong rồi thu cho mình mà. Theo anh thì cứ thu ở nhà cho nó khỏe. Ủa hồi nãy em chưa gửi cho anh cái beat bài tối nay thu nhỉ? Đúng rồi. Để em gửi qua cho anh yêu. Ồ, đây đây rồi. Cái gì ta? À, cái bài này vậy là xong chưa? Em cần phiêu thêm không? Hay là cái phần đó... Cho em nghe đó. Mình nghe qua cái xem có cái gì cũng làm nốt phát được. Vui nhất là ngày em theo người trong áo hoa màu trắng miệng cười rất tươi buồn nào hơn lúc này đôi mắt khẽ cay bâng khuâng đứng nhìn theo nỗi buồn khô héo người đã cho em cuộc sống trong sang giàu lụa là phấn son. Ào khoan, lụa là phấn son. Đúng rồi. Nước đồ. Lụa là cuộc sống trong sang giàu. Lụa là phấn son. Cầu mong em sẽ quên anh. Cuộc tình một thời ấm em nay đã phai màu. Nãy lộn á. Phấn son. Cầu mong em sẽ quên. Lụa là phấn son đúng không? Phấn son lụa là phấn son đúng không? Đúng rồi, chữ son này đúng. chữ là chữ son thôi. Vừa ấm em nay. Nghe tiếp đây. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương, không thể cùng em đến cuối con đường. Ôi dồi, con còn móc xuống cái nữa. Con mới chịu. Cái này là do mình hát bị phiêu quá hiểu không? Thế nên mình hát lại. Bởi vậy nhiều khi mà tại sao khán giả người ta thích nghe mình hát live đúng không? Bởi vì có những cái là nó không có theo một cái gọi là một cái quy mô nào cả. Cái này là do theo cái cảm xúc mình lúc đấy mình nghĩ vậy. Ok. Mình hát lại. Nhưng cái bản thu thì bao giờ nó cũng có cái sự chỉnh chu hơn. Tất nhiên. Nhưng mà bản live thì nó lại cảm xúc thật lúc đấy. Hình như cái nửa sau nghe có vẻ ổn hơn từ để nghe cái nửa sau. Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương. Đù, chữ này cái gì? Rất thương, rất thương. Hay vậy? Chỗ đó hay vậy? Duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương. Đù. Thì lâu lâu mình sang mình mất thời gian mà không lượm được cái gì thì không phải đúng không? Cái chữ này là truyền kiếp. Lâu lâu mới gọi là xuất hiện gọi là xuất quỷ nhập thần nè. Đây, nghe là biết liền. Duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương.
trong khi bản thân khốn khó đủ đường. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương, trong khi bản thân khốn khó đủ đường. Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng, từ nay hay sống tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Thương em cho đến khi cạn hơi thở. Kéo rồi hả? Chắc chưa vẫn về. Yeah. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Chắc phải cho nó khác nhịp đi phần A1 đúng không? Thử xem nhé. Rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Thử anh. Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng, từ nay hay sống tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nay. Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng, lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Mình hát lại câu cuối là ok. Để xem nào. Hình như cái câu đem nhà chứ được đẹp lắm đâu. Trước thì tạm tạm ổn. Ừ. Nhưng mà cái giọng đang tốt. Cái giọng đang ngon. Mới chắc mới đi tập về đâu quá. Đúng rồi. Mới đi tập về cái giọng vậy đó. Lúc nào cũng vậy mà. Thể dục thể thao là nâng cao giọng hát. Không, nhưng mà lúc mà em mới tập xong á là cái giọng rất là tốt. Cái kiểu giống như mà người mình nó mở á. Đúng rồi, đang nó mở người giọng mà. Mở giọng ra đang nóng người, sướng lắm, hát sướng. Tự nhiên. Mà khi mà mình làm chủ cái giọng hát mình hát kiểu gì nó ra. Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Con đường. Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương. Ok. Thật ra là cái bài này thì mình cũng đã thu xem rồi. Bây giờ là mình sẽ làm cái phần lắng á. Tại vì em thấy là cái phần lắng, cái phần A1 em hát chưa được tình cảm lắm. Em muốn cái màu nó phải buồn buồn, ướt át thêm tí nữa. Vậy là hồi nãy em mình hát mấy cái phần điệp khúc á. Ừ. Có mấy cái luyến mà hát mà anh thấy ok hơn thì anh có thể anh lấy cái câu đấy anh bỏ vô. Rồi. Đó. Rồi mình sẽ thu lại vài cái câu feel để cho bài nó cảm thấy rằng nghe nó có cái phần 1, phần 2, phần 3 nó có. Không, nhưng mà nói chung anh thấy cái giọng em nó đang tốt quá, em chạy lại cái nữa coi. À ok. Quất cái nữa coi. Ok. Ừ. Thế nào cũng có cái hay mà. Cái này hôm nay ông sang thấy giọng mình khá ổn mọi người, là bắt đầu chơi luôn. Ôi giời ơi. Quả này thì hát cả ngày luôn. Ủa? Thì bây giờ hả? Bây giờ giọng em đang tốt thì bây giờ. Mà hôm nay còn một bài nữa nha. Ừ thì cái hát phát nữa đi cái đã. Giọng đang tốt thì lụm được nhiều lụm chứ. Đúng rồi. Hay cho em hay cho anh đâu mà lo. Chuẩn luôn. Vô. Anh ôm thương đau chúc em ơi.